Những tín hiệu kinh tế tích cực mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2017 đang tạo đà phấn khởi cho nền kinh tế Việt Nam năm 2018 trên nhiều lĩnh vực như là tài chính ngân hàng, bất động sản, chứng khoán. Những nỗ lực này cần tiếp tục trong năm mới để Việt Nam đạt được chất lượng tăng trưởng cao hơn bên cạnh mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,7%. Đây là những nhận định chủ yếu của các chuyên gia tại hội thảo Cơ hội đầu tư kinh doanh 2018 do Diễn đàn Đầu tư BeFLIF tổ chức ngày hôm nay mùng 5 tháng 12 tại tỉnh Thanh Hóa. GDP 2017 tăng 6,81%, mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. VN Index những ngày đầu năm 2018 đều cán mốc trên 1.000, mức cao nhất trong 10 năm mà thị trường chứng khoán đạt được. Nhiều doanh nghiệp lạc quan trở lại khi mà 25% số doanh nghiệp mở rộng kinh doanh vào năm 2018. 62% đánh giá tình hình quý 1 2018 là khả quan. Năm 2018 sẽ có những cái chu kỳ, thậm chí là không phải quý mà có thể là tháng, thì người dân cũng như nhà đầu tư có thời gian thì quan tâm đến chứng khoán, nhưng có thời gian thì quan tâm đến bất động sản. Và năm nay tôi có cảm nhận được cái không khí đấy rất là rõ ràng ngay từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018 này. Các chuyên gia tham dự hội thảo đều cho rằng tình hình kinh tế Việt Nam 2018 sẽ khả quan nhưng không nên chủ quan. Nhất là khi áp lực với phát triển kinh tế về chiều sâu thì vẫn còn đó, tăng trưởng GDP 2018 sẽ vẫn gặp phải những trở lực nhất định. Chúng ta vẫn phải cân đối giữa ba bài toán. Bài toán ổn định, kinh tế vĩ mô, bài toán tăng trưởng và bài toán tái cấu trúc cải cách cái nền kinh tế này. Mà tái cấu trúc thì trong ngắn hạn nó có phí tổn. Chúng ta tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất, bởi vì đấy cũng là cái mong muốn của doanh nghiệp và cũng như hệ thống ngân hàng. Bởi vì qua đó thì nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và cũng tạo cái lành mạnh, tạo cái nguồn thu cho hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp về lâu về dài. Tuy nhiên thì khả năng giảm được nhiều tôi cho rằng là không có. Cùng với con số vĩ mô, lĩnh vực cải cách doanh nghiệp nhà nước thông qua những thương vụ thoái vốn của chính phủ qua các thương vụ như Sapeco, Vinamilk đã thu về cho chính phủ nguồn vốn lớn hàng trăm ngàn tỷ đồng. Nguồn tiền sẽ tiếp tục tới trong năm 2018 khi mà chính phủ đã liệt kê danh mục tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục thoái vốn như PVOI, PV Power, Lọc hóa dầu Bình Sơn và thậm chí tiếp tục thoái vốn nhà nước khỏi Sapeco, Vinamilk. Các chuyên gia cho rằng dòng tiền thoái vốn cần được đặt vào những nơi đang cần nó hơn là dành cho chi tiêu công. Tổng dòng tiền vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng kết hợp với của khu vực tư nhân trong nước ngoài thì nhân lên gấp bội nữa. Và với số tiền lớn đấy thì mới tạo được cái kết cấu hạ tầng cơ bản cho đất nước. Từ kết cấu hạ tầng cơ bản mà nó tốt rồi ấy, thì nền kinh tế của thế hệ sau, giai đoạn sau là không còn phải làm những việc đó nữa. Xen giữa 4 phiên thảo luận chuyên đề, hội thảo Cơ hội đầu tư kinh doanh 2018 cũng dành thời gian để các đại biểu tham gia bình chọn một số chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam năm 2018. Theo đó, như GDP tăng trên 6,7%, lạm phát trên ngưỡng 4%, tăng trưởng tín dụng dưới 19%. Những con số này đang dự báo một bức tranh tương đối lạc quan cho mở đầu năm 2018. Nhận định chung của các chuyên gia tham gia hội thảo ngày hôm nay đó là GDP của Việt Nam trong năm 2018 sẽ tăng ở mức là 6,7%, một con số không quá cao cũng không quá thấp nếu so với mức tăng 6,81% của năm 2017. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định rằng tăng trưởng kinh tế là một chuyện, yếu tố khác của tăng trưởng đó là chất lượng bao gồm ổn định kinh tế vĩ mô và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế còn là yếu tố quan trọng hơn.